Sự đây là tôi không biết và có một kênh channel phí thịt hai ngày đây nhóm nâng bằng hàng vì thị xã nông cả back up ở rù anh ấy chia tôi sắp mà AIC ra xin bỏ thái hay mà đây với cứ là và bày rồi bạc trả lời nhóm lần thôi cả back up ở cho mỗi nâng đoàn gọi xì âm thu nè bốn như vợ sân nhưng rồi cho tạm phép siêu dư này nhưng giờ này mà ô tô này cái FC vì mình lấy đo version và màn version màn rồi mà tiết cứ dùng thử cả bạc áp với cứ dùng cho flash flash dùng cho này này nè hả này rồi phố hôm nay dùng thích cho ở mà tôi mới dùng cho read form về dùng chọc về mà chạy mất bây giờ này về bà hà nhỉ cái đã tha turn off your phone hay remove battery change tớ mất cái này USB châu là nhưng mà nếu dân không nó bắt có đạm score này bộ âm thi kê về sửa đi chẳng là lấy nhóm dark side châu nhưng không nó đã tự sẵn là ngồi rock lại nam mua sửa mà hay dark side châu vì nàng oh sorry mà đong tiền mình nguyện đại cho này chờ lòng chăm tịnh nào này nhưng chờ lòng fly nhưng bạn sim thu đong tiền cứ thu âm thì kề qua nàng về chia cpu hết âm thì kề này dừng rồi vui mà nên tôi mới cho flash thích về off mà hãy check back up phần về arid phần về tôi vẫn đào cho nhưng đã tự sập ấy nắng mà cả lại ngắm ai về đặt USB này chạy ngoài ta là nó dừng tốc lại sale nhưng nhầm đã lựa desktop mà sale về mà hãy dừng rồi chạm về back up đây bị bà hà nhỉ cứ bắt đầu vào việc cứ nếu mình brand bỏ la và hay Iris bay rồi bạc cứ Android bật chất sâu cho mỗi lần CPU với phép âm thí hộng bơ sang bà âm cho nó không rít đây nè dương lòng chăm vì đại trọng dương lòng bàn firmware có stock room nên xin vào việc cứ robot lava Iris 808 hay dân sẽ có ai chụp về Flutter Wing tạm là dạ SP2 rồi có MTK MTK sorry cứ tạm là dạ si âm thu đi phong đài hả lấy cái bàn bờ vệ rồi nhưng mà có phong tập rung trăm cả backup ở việc chọc hay bà sân chia này là khi mình tự sắp nâng hay mình sẽ âm thu ấy nên là khi ai download file nâng khẳng crown description nhầm đã ấy hay dựa tới flash cho mùi nâng SP tool bàn nâng nhầm back up về chọc sân và nó bay về rồi bà sân chia cho chất cầm lịch chui subscribe channel bà nhóm phóc đầm bây giờ tôi bàn là video thamay môn kế hãy đã được đăng bàn chanh màn lột ở lợt đây cứ notification ai bà sân nhưng ở chạy được đăng ấy cứ nơi ta bằng về nhóm phô hơi mỗi cứ nèo hoặc nế ọt ai mơ khơi ở đăng này đó là vì dùng chú thì vậy cho nên này về đó bệnh áp với bài chỉ đậm tí mới tới à
hơi vừa chạy phong đấy cứ phương về nó cứ ăn miên nhom ăn toàn ăn lọc sim ấy chẳng mời nơi video cry và xin nhom mà ăn lọc sim cho thôi ăn lọc sim mời mời à ngồi đệ đệ thằng nào ngồi đệ mình tên là đi bàn sai ở sang sầm pal phía rồi chật bàn sai sắp bay phía rồi anh em bước Facebook link hơn chạm mời với chọc xong lấy nhóm bạn đã camera mình cho xài nhóm một đoàn đồng bất tục vì nháy còn cho tôi nhóm đoàn đồng bất tục hai nữa là gọi lý công thịnh chùi cho tôi subscribe channel của nhóm phố channel mùi chất cứ mình chùi tập P Gaming hay nhóm đoàn đặt link nơi khẳng khảo nâng đá chăm cho tôi subscribe không nào cho mưa sai khăn sai phải chỉ kiếm mồi chú sợi mấy cái và cái ăn vô mò không kia toàn đòn ngay cái mò không sợi mà chân ở bán chất pram phía rồi hơi bắt bay phía rồi để thấy pha được trở về ăn cái này miền Palau Palau đó miền đây kia LK boot recovery logo Zero TZ1 TZ2
អត់តាន់ឃើញ load ដល់ system យើង read អត់តាន់បានអាពួកអស់នេះគឺយើង read វាហើយគឺ backup ហើយអញ្ចឹងនៅសល់ system ទៀត system វាធំជាងគេ system ហើយនឹង user data តែ user data មិនសូវធំ system សំខាន់ជាងគេគឺ system នឹងតែម្ដងក្នុង system មាន font មាន apk នៅក្នុងហ្នឹងនិយាយទៅដូច computer ដូចយើងរបស់យើងហ្នឹងគឺក្នុង window ក្នុង window វាមាន system 32មានអីមានអីនៅក្នុងហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹង font ហ្នឹងអានេះក៏ដូចគ្នាដែរណែឡើគឺបានចាំមើលអត់អីមកទៀតជូអីយូយ៉ាងនេះមិនជូនេះបានណា90% 100%គឺ system បានចប់ហើយនេះហើយនៅគេទៀតខាច់គឺតូចឯងចឹងនេះឡើយគឺវាចប់Save file này thì all done. Nhưng cứ dùng ảnh đỏ từ sắp 3 này. Chẳng này cứ file này nhóm này bán này. Chẳng chẳng chỗ tầm mới mình đây khá là nó không được. Này cứ file này mình boot, mình khách. Ok, logo. Preloader. Preloader. Recovery, scroll, system. TZ1, TZ2, user data.ហើយដល់ពេលដែលយើងផ្លាស់អ្នកនរគ្នានឹងធ្លាប់បានធ្វើហើយមិនចាំអត់ទេខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបង្ហាញពីរបៀបការបុកប្រូក្រាមចូលទៅ Iris 880នឹងវិញអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់ download file ដែលខ្ញុំ backup ខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅខាងក្រោមឲ្យអ្នកនរគ្នា download ជួយខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ